Lời nói thân thương, Quy gửi đến cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay Quy lại tiếp tục đi lên đây thăm những cái cạm của mình và cũng có đem theo một mới cạm để bổ sung. Thì hiện tại Quy cũng mới vừa tới nơi, cũng đang ngồi uống nước nè cô chú anh chị. Cũng từ dưới nhà mới lên tới nhà cô chú anh chị. Đây, Quy uống năm qua anh, thì thẳng Quy mới vừa cào thêm một bụng đất với lá để hồi Quy phủ trang á. Coi những cái bẫy nào mà nó có bị lòi lỗ hay gì đó mình sẽ sửa lại. Ở đây hôm nay Quy cũng có đem theo bổ sung theo là 20 cái cạm nữa nè. Đây 20 cái cạm mình cũng mua của anh Bảy Giá Sĩ á. Thì ảnh chuyên bán cạm. Rồi thì một hồi nữa Quy sẽ đặt thêm một số cạm này nữa. Tại khu này Quy thấy hấp dẫn quá. Thì hiện tại đường này là Quy có nói với cô chú anh chị là Quy đặt khoảng 10 cái cạm đường này nè. Một hồi nữa mình sẽ tiến vào mình thăm nha. Bây giờ mình mới vừa tới để uống nước xong cái Quy mời cô chú anh chị cùng vào đây thăm với Quy nha. Rồi trong thời gian uống nước của chú anh chị thì giờ cũng tới giờ đi thăm rồi, tranh thủ thăm lại còn đi đặt cạm lại. Trời ơi, cái đầu tiên vừa mới vô nó quậy kìa, trời ơi nó quậy nó nằm sạp luôn. Ôi ôi xảy rồi của chú anh chị ơi, ôi giời ơi mới vô nó xảy rồi, trời ơi, ôi ôi xảy rồi của chú anh chị ơi. Tiếc ghê luôn đó, nó bay luôn, bệt luôn kìa cô chú anh chị. Nó quậy quá trời quậy luôn. Ui ổn quá. Thôi để Quy sửa cạm lên cái nha. Đặt lại mình tiếp tục vào trong luôn nha cô chú anh chị. Mong rằng có dính con hàng khủng mới được. Ôi mới vô cái đầu tiên nó bị sảy rồi, tiếc ghê luôn. Nha cô chú anh chị, tiếp tục mình vào trong luôn. Trời ơi sảy ổn ghê. Ê! Trời ơi. Đâu cái cạm nữa nè. Ôi trời ơi xảy nữa cái thứ hai, trời ơi giống gì vậy trời. Trời ơi nó lâu tới đẳng luôn mà nó xảy luôn cô chú anh chị ơi, trời ơi có lông luôn rồi, ui lông luôn nè cả nhà, chùm lông luôn. Ôi này giống như mớp hay gì rồi, ôi sảy con mớp hay gì rồi cô chú anh chị ơi, tiếc quá. Thôi để Quy sửa cái bẫy này đặt lại luôn nha, xui quá trời hai cái liên tục luôn. Rồi Quy cũng sửa lại xong luôn rồi nha, tiếp tục mình tiến vào trong thôi, xui quá hai cái không thấy được gì luôn. Ôi này cũng có dấu quần dữ lắm nè, quá vậy con gì nó quần ghê vậy. Thôi cái này táp sảy rồi. Này nó bị táp sảy rồi nè. Hụt chân rồi. Thôi Quy sửa lại cái nha. Đẹp quá trời đẹp luôn nè. Có lý tưởng không? Thôi tiếp tục. Ba cái chưa thấy thành quả. Tao là táp sảy không? Kiểu này chắc xóa clip quá. Vô chưa thấy không thấy thành quả hả? Cái thì này thì không có sập nha, mà nó lòi miệng rồi, để Quy sửa lại cái nha. Tiếp tục mình thẳng tiến vào đây nha. Nãy giờ bốn cái rồi mình chưa thấy gì. Bẫy này thì không có gì hiện tượng gì luôn, để Quy sửa lại luôn nha. Nói chung hôm nay mình lên mình sửa bẫy lại cho ngon lành đi. Này là gì đây? Này là cỏ, đó là chùm lông hết hồn. Rồi tiếp tục vào trong luôn. Nãy giờ mình thăm cũng 5-6 cái rồi mà chưa thấy dính gì, chắc chỗ này mớm rồi. Mớm thiệt rồi. Ôi cái bẫy này sập rồi. Trời ơi đít chân tôi tới đây nữa. Ôi sửa bẫy tiếp nữa.
Ngày hôm nay làm như ngày đi sửa bẫy hay gì, trời ơi tóc giống gì ngộ. Ui trời, ui sửa lại cái luôn nha. Thôi sửa xong nha. Tôi không tin nay á, cái chục cái tôi không dính cái gì mà tàn nhảy bẫy không nha. Lẽ mình xui tới nái dưới trời. Còn ba cái không biết có hy vọng không đây. Ba cái sao đây nữa này. Ý sập nữa cả nhà ơi, sập đủ rồi. Đây 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 đây. Ý ấy chà chà chà, dính con mớp cả nhà ơi. Ôi dính được mớp nè, quá đã rồi, dính được mớp rồi. Chết cha, không có túi luôn cả nhà ơi, không có túi lấy gì đựng. Ôi Google quay thì không thấy kỹ nha, để quay lấy điện thoại quay cho kỹ nha. Đó nó khè đó này nha. Ôi biết nay mình mới biết dính mớp là sao nha, quá đã luôn. Thôi để mình điện anh Khánh quá, anh Khánh cũng đang đánh bẫy gần đây, để mình điện ảnh nhờ anh vô ảnh lấy cái túi để mình đựng nó nha. Quá đã luôn, vô mảnh rồi, trời ơi tưởng nào không dính chứ. Còn hai cái nằm trên nữa nha, cái này cái thứ 8 rồi. Yeah, để mình điện cho anh Khánh cái để nhờ ảnh lấy cái túi vô cho mình nha cả nhà. Trong thời gian chờ đợi anh Khánh á, anh lại á, mình quay cận lại cho cái nhà xem nè. Đó nó là đó, con này chắc khoảng tầm ký mấy cả nhà ơi, con này cũng nhỏ chứ không bự lắm. Quá đã rồi, được con mớp đó dữ rồi. Này mới biết dính mớp là gì nha, để đánh cảm. Đợt trước thì mình dính được con cò siêu to khổng lồ đó, đợt này thì mình lên thăm dính được con mớp rồi nè. Bởi Quy nói đường này dấu kinh nó quá trời, số mụn cũng dính thôi đó, sướng quá trời sướng luôn. Giờ mình chờ anh Khánh. À ơi anh Khánh cũng đang vô tới kìa cả nhà, cả nhà thấy không, anh đang đi vô kìa, quá đã luôn. Có cứu binh tới tên ghê, cuối cùng cũng đã có thành phẩm rồi, mừng quá cả nhà ơi. Rồi anh Khánh lại tới kìa, dính được con mớp này tôi chắc cũng tầm khoảng tí ngoài nè anh Khánh. Đâu? Có lý rồi, có lý rồi. Anh Khánh đang đánh bẫy thăm những lồng gắn bên kia kìa. Anh giờ anh cũng mới vừa tới lấy cái túi đựng vô rồi nè anh Khánh. Đâu? À, nè thấy không? Đó. Con này khoảng tầm ký mấy anh ha? Nha. Đây đây, đây đi. Mình lôi ra đi. Lôi ra. Quá đã luôn à. Hung rồi. Mớp mà con này cũng nhỏ ha, còn tơ ha. Rồi. À, tí mấy không? Tí mấy á. Tí mấy. Anh quá đã luôn, con đực luôn. Đực giấy. Rồi để giờ anh Khánh anh bỏ vào túi, mình phụ ảnh cái nha. Để anh tắt máy mình bỏ vô đi rồi mình sẽ quay tiếp nha. Rồi. Bây giờ nó cũng đã vô túi rồi. Khỏe anh Khánh à. Em thấy vô túi rồi em yên tâm à. Khỏi sợ rồi cả nhà. Khỏi sợ, giờ chỉ cần cạm ra nữa thôi. Kiếm cái móc con này cũng hơi nhỏ ha nè, mà đực nữa, hàng tơ tơ baby hàng baby. Sao có baby là sẽ có bự. Có hàng baby thế nào cũng làm hàng bự à. Vô rồi phải lấy mà dốc chân đây đi lư luôn ha ha, số mụn gì cũng còn dính nữa. Có lý rồi, đặt mới không bao lâu mà thấy có thành phẩm này là thấy có lý rồi đó. Nè anh lấy cái này anh lót để thấy anh đạp miệng cạn dễ dễ hơn. Nó vô túi nó cắn được không? Đó. Ra không? Đó. Rồi. Quả gì mà cắn gì nữa, cắn vô đây nữa, cắn gì em? Chạy đâu cho thoát nữa. À khoan nữa, mình cũng có cân đem theo cân đây nè. Để mình cân cho cô chú anh chị xem coi nó độ được khoảng nhiêu. Bữa anh Nghĩa cũng có tặng cho mình cái cân mini nè. Đây cân mini nè. Nè anh Khánh ơi. Mình móc mình cân thử coi nó được khoảng nhiêu ha. Mình độ thì khoảng 1 kg á, ký ngoài á. Mà không biết nó được vậy không. Hình xui đi ha. Hình xui đi, để cân là chắc lượng nhất.
túi hình trầm dàm nha. Ồ, vậy con này có khoảng tầm 9 lạng à anh ơi. 900g à. 900g. Mình đổ 1 kg vậy cũng 900g cũng ok rồi. Để anh em mình sửa bẫy lại và đặt lại, và anh em mình tiếp tục còn không 2 cái nữa nha. Có đỡ không à. Thôi để mình sẵn tiện mình bỏ bẫy đây đi, lắc nó ra mình sửa lại luôn. Mình còn 2 cái anh đi thăm luôn anh cái này. Nhiều khi hên nó lên đây còn dính rồi sao. Có lý à. Còn dính là vui anh Khánh à. Sợ không dính thôi. Đặt không dính người ta cười chết luôn á. Cũng hên này cũng có thành quả. Nói chung là nay hên lên dính từng con mớp rồi. Còn 2 cái trên đây nữa, không biết sao đây. Chống mớm. Đợt rồi thì dính con vẹt siêu to. Đợt này lên dính được mớp. Đợt sau lên dính hương. Hương qua đèo hả? Heo qua đường. Đây trên này còn 2 cái nữa nha. Đường đất này nay khô nè anh hai, dấu chân nó đi khiếp luôn á. Quá trời. Quá trời dấu chân luôn mà. Đường này lý tưởng lắm đó nha. Đường này còn có cơ hội để hẹn hò những em khủng hả? Những em khủng nữa. Em không biết khu này có rái cá không? Thấy nghe nó lỗ chùm 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 dữ luôn á anh Khánh à. Có luôn. Chắc có, nhiều khi có rái cá không chừng nữa. Còn quá sơ quá. Hai cái ở đây mình đặt cũng hơi xa. Lên làm thêm con nó, trời ơi, chắc sướng người dữ lắm trời. Phê phê liền. Đặt hơi xa như này nhiều khi nó dính nó la con kia không có nghe anh à. Được cái chỗ đó đó. Cứ đặt mà gần gần nhiều khi nó dính cái những con khác nó đi tới nghe con kia nó la quá cái nó không dám lại. Còn 2 cái. Không biết nguy cơ làm sao đây. Nguy cơ lượm thêm con hàng khủng rồi. Thêm con nó chắc trời sướng người dữ lắm trời. Bởi sao lâu tới vậy ta? Mình đặt mà chứ mình cảm thấy mình đi thăm mình thấy lâu luôn trời. Đi mà không cảm thấy. Trời sập rồi. Còn. Sập mà không dính anh ơi. Tắt phục rồi. Để tiếp tục mình còn cái ở đây nữa đây. Có gì hồ quanh quanh ra mình sửa là cho nó xong luôn. Để khổ mất công cho cô chú anh chị ngồi đợi lâu. Ngồi ra anh sửa mấy cái này xong rồi. Nay bẫy nó táp hết trơn luôn trời. Có cái hai cái nó không xảy rồi. Nữa luôn rồi. Hụt nữa rồi anh ơi. Úi giời ơi. Trời có lông gì trời. Bẫy này không có sập bị hất anh ơi. Đó. Bị hất văng rồi. Thôi xin sửa lại cái nha. Rồi thì thành quả của Quy ngày hôm nay là dính được con mớp này tầm khoảng 900g mà cô chú anh chị ơi. Cũng nhỏ chứ không được bự lắm nha. Thì cũng có anh Khánh ảnh qua anh phụ mình bắt nó ra. Thì clip này Quy cũng đăng lên để chia sẻ cho cô chú anh chị xem là ngày hôm nay mình cũng được con nha. Có lý rồi anh Khánh à, chục cái lượm đừng con ngon rồi đó. Có thành quả à. Rồi nay mình cũng có đem theo 27 nữa để hồi lát nữa Quy đặt lại cô chú anh chị để Quy bổ sung thêm 7. Tại điểm này quá hấp dẫn luôn mà. Hấp dẫn. Rồi. Quy chào hẹn cả nhà tập tiếp theo nha, mong tập tiếp theo sẽ dính hàng khủng hơn nữa.